địa hạt Trang Bốc Dơ chuyên re di những địa điểm sản chảnh, đắt đỏ với những thước phim đẹp từng centimet thời gian gần đây đã gọi tên Vũ Khắc Tiệp. Ông bầu chân dài đình đám bây giờ không chỉ được nhắc cùng với các con người mẫu nữa mà còn thêm cả nhiệm vụ re di du lịch được nhận xét là vô cùng có tâm. Và tập mới nhất mà Vũ Khắc Tiệp vừa mới tung ra đó là chuyến khám phá Iceland, đất nước Bắc Âu nổi tiếng 5 năm liền được bình chọn là an toàn nhất thế giới. Tập mới nhất trên kênh YouTube của Vũ Khắc Tiệp là hành trình khám phá Iceland. Iceland tầm này đã là mùa đông nên thời tiết rất lạnh với nhiệt độ lúc chiều tối là âm 1 độ cờ. Ekip của Vũ Khắc Tiệp chắc có lẽ đã rất khó khăn khi tác nghiệp được ở đây để cho ra được chiếc lốc vô cùng đẹp đẽ. Trải nghiệm của Vũ Khắc Tiệp lần này theo như anh chia sẻ là ở khách sạn số 1 Iceland, The Redis. Giá phòng ở đây là 40 triệu đồng mỗi đêm nhưng theo cảm nhận của Tiệp thì nó có hơi nhỏ so với những gì anh thấy trên ảnh. Vì thế cho nên Tiệp đã có chút thất vọng ngay những phút đầu tiên đặt chân vào phòng rồi. Khách sạn The Redis nổi tiếng thế giới. Căn phòng 40 triệu đêm nhưng Tiệp lại thấy nó hơi nhỏ. Tuy nhiên, mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, lần đi du lịch này của Vũ Khắc Tiệp không trơn tru như những clip trước. Bằng chứng là anh đã phải đổi địa điểm lưu trú từ The Redis sang khách sạn khác tên là Silica vì lý do không hài lòng với thái độ của nhân viên. Tiệp chia sẻ, hôm qua Tiệp book phòng ở The Redis với giá 40 triệu phòng. Khi mình vào quầy lễ tân thì thấy cô nhân viên không cởi mở. Nét mặt cô ấy rất khó chịu khi mình hỏi chuyện. Khi nhận phòng xong thì mình nhìn thấy bể bơi rất đẹp mình mới ra quay vài cảnh. Lúc đó là 6 giờ tối thì không có ai ở bể bơi hết cả nhưng ngay lập tức có 2-3 người ra và cũng khó chịu cứ như là mình đang làm sai điều gì. Tiệp đã quyết định để ekip ở lại đó còn mình thì sang Silica để ở. Vũ Khắc Tiệp lập tức đổi địa điểm lưu trú vì không hài lòng với thái độ của nhân viên. Ông bầu cho biết thêm Silica cũng có cùng chủ sở hữu với The Redis nhưng cách đón tiếp của nhân viên thì lại hoàn toàn khác. Phía The Redis đã hành xử không tốt với khách hàng khi tỏ thái độ khó chịu. Chính điều này đã làm cho Tiệp có ấn tượng không tốt. Sau khi thấy Tiệp đi chỗ khác ở, phía The Redis đã vào phòng xin lỗi đồng thời gửi tặng một chai rượu để làm quà. Tuy nhiên Tiệp thì đã mất vui nên không muốn re di ở đó nữa bất chấp The Redis có là khách sạn hàng đầu thế giới và luôn nhận được đánh giá cao đi chăng nữa. Còn về phía Vũ Khắc Tiệp, sau tập đi Iceland này anh đã được cư dân mạng ngợi khen là bốt dơ cực kỳ có tâm. Theo đó, dù thời tiết bên ngoài là âm 3 độ cờ, rất lạnh nhưng Tiệp vẫn cố gắng đứng nói chuyện. Ông bầu cho biết mục đích chính của chuyến đi là re di The Redis nhưng đã thất bại thì sẽ ở thêm 2 ngày để chiêu đãi khán giả những cảnh đẹp nhất của Iceland. Các bạn không thất vọng về Tiệp đâu, Tiệp khẳng định chắc địch. Vũ Khắc Tiệp khẳng định sẽ cố gắng hết mình để re di tốt nhất cho khán giả. Nói là làm, Vũ Khắc Tiệp đã đập hộp Iceland bằng hình ảnh bể bơi nước nóng xanh ngắt lọt giữa khoảng dung nham đen sì được rêu bao phủ. Được biết, bể bơi này có nhiệt độ trung bình là 40 độ cờ bất chấp thời tiết lạnh đến thế nào. Màu nước ở đây cũng sẽ tự động đổi sau mỗi 48 tiếng. Bể bơi nước nóng màu xanh tuyệt đẹp ở Iceland. Cũng trong tập khám phá Iceland này, Vũ Khắc Tiệp đã lần đầu tiên nói về những comment của cộng đồng mạng dành cho mình. Tiệp cho biết có nhiều người nói Tiệp hay khoe giá phòng này nọ, và để đáp lại, Tiệp nói, bạn nào nói vậy sẽ bị trừ một điểm vì sự không hiểu biết. Nếu Tiệp làm du lịch, re di mà không nói giá cả thì làm YouTube làm gì? Có những bạn khác còn comment tục tiểu bất lịch sự. Tiệp không quan tâm. Vũ Khắc Tiệp khẳng định không quan tâm đến những bình luận khiếm nhã của cư dân mạng. Rõ ràng, ông bầu Vũ Khắc Tiệp vốn đã chọn cho mình con đường đi riêng biệt và có điểm nhấn để thu hút người xem. Bởi vậy cho nên những comment ngoài lề chẳng thể làm nao núng tinh thần của Tiệp được đâu. Cùng xem lốc tập 16 khám phá Iceland của Vũ Khắc Tiệp để biết Iceland đẹp như thế nào nhé mọi người.